Chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Long An phối hợp với Tổng lãnh sự quán Úc và Hiệp hội Doanh nghiệp Úc tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình kết nối doanh nghiệp Úc và Việt Nam. Phát biểu chào mừng, Tổng lãnh sự quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh, bà Sarah Huber cho biết Úc là nhà cung cấp đáng tin cậy các dịch vụ và nguyên liệu thô cho các nhà xuất khẩu Việt Nam, là đối tác thương mại hàng hóa lớn đứng thứ 10 của Việt Nam. Tổng lãnh sự quán Úc cũng nhấn mạnh, chương trình kết nối lần này sẽ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hai bên, nhất là giữa các doanh nghiệp Long An và doanh nghiệp Úc. Tại buổi gặp gỡ, các doanh nghiệp Long An và Úc gặp gỡ cùng nhau thảo luận, trao đổi về cơ hội hợp tác trên 4 lĩnh vực trọng tâm: B&P, nông nghiệp, dịch vụ đa ngành, logistics, xây dựng, chế biến, chế tạo. Thì chúng tôi đang cùng với Tổng lãnh sự quán Úc và doanh nghiệp Hiệp hội Doanh nghiệp của Úc tổ chức trình đối thoại trực tiếp cùng ngành nghề với nhau liên quan tới các lĩnh vực, và đặc biệt là qua năm mới chúng tôi sẽ tổ chức chương trình rộng hơn, lớn hơn, có nhiều doanh nghiệp Úc hơn và nhiều doanh nghiệp ở Long An nhiều hơn để nhằm kết nối, giao lưu để tìm hội cơ hội đầu tư. Chương trình kết nối doanh nghiệp Úc và Việt Nam sẽ mở đầu cho nhiều hoạt động kết nối giữa hai bên trên nhiều lĩnh vực, đồng thời tạo tiền đề để doanh nghiệp tỉnh nhà tìm kiếm những cơ hội đầu tư, hợp tác với các doanh nghiệp Úc nhằm hỗ trợ cho sự phát triển bền vững, liên kết giao thương trong khu vực và quốc tế trong thời gian tới.